vọng, tôi mong cho tất cả một cái sự việc trên đời hiện nay nó đều có sự khác biệt cả. Giống như trong triết học đã từng nói là không, đời người không ai được tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Các bạn phải hiểu cái đó nha. Mà chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt và phải chấp nhận sự khác biệt đó. Chúng ta không thay đổi được sự khác biệt đó, ok. Anh biết nghề streamer không anh? Có bao giờ xem streamer, anh có bao giờ xem streamer của Virus hay Bếp Phiêu chưa? Chưa em, anh không rảnh coi streamer người khác. Anh stream của anh thôi à. Học ở trung tâm Sài Gòn nào uy tín? Không có chỗ nào uy tín đó mày ơi. Cái nghề gym giờ đã nghề cùi bắp mà. Rồi liên đoàn tổ chức ra có dấu mộc liên đoàn, lấy dấu mộc liên đoàn để mình hợp thức quá nhà nước thôi. Uy tín thì cứ coi video của Như Nguyễn, học giáo trình của Như Nguyễn, Di Nguyễn, Diêm Phổ và Diêm Nữ Tâm Kinh nó mới bài bản và nó mới uy tín và nó mới hệ thống được. Anh bỏ cả mấy tỷ bạc ra làm cái công trình nghiên cứu đó mà nó không đáng giá sao? Hiểu không mấy em? Còn cái chuyện mình học pháp lý để mình lấy cái bằng để làm chi, để mình mở phòng nghiêm ra rồi mất mấy cơ quan nhà nước người ta tới mà đủ thủ tục. Mercedes mất giá còn nhanh hơn tụt quần, bạn nói chuyện mà không hiểu về xe. Mercedes mất giá mà coi lại đi. Trời ơi, Mercedes mà mất giá là mấy thằng đi xe đạp. Chém gió nghe hay về là nghe hay về là thì like và tim và xe luôn. Còn không biết follow để cho đội xem cướp nữa. À, chào anh Hiếu Nghĩa, lâu quá mới gặp anh em. Vô đây coi em đam mấy thằng cá trâu nè. Không chém gió với thánh phản động nữa à, kêu nó bơi vào. Em 16 tôi tập gym được không? Biển em có tiền là tập được em. Anh tập gym anh nhìn đồng tiền chứ anh không nhìn tuổi em. À, Duy nghĩ sao về cán bộ cao cấp tham nhũng quá nhiều ở Việt Nam làm cho đất nước chậm phát triển? Đương nhiên tham nhũng là phải loại bỏ, tham nhũng phải đấu tranh, tham nhũng là phải bài trừ. Giống như công ty của em vậy đó. Em là lãnh đạo cao cấp nhất công ty của em mà em không tham nhũng. Mấy thằng lính của em nó tham nhũng như quỷ vậy đó. Nó tham nhũng mà muốn đuổi cổ nó hết luôn á, nhưng mà nghĩ là đuổi nó đã, mấy thằng khác vô làm nó cũng tham nhũng như vậy thôi. Nên thôi bây giờ cho nó ăn chút đỉnh mà làm được việc anh ơi. À, kêu nó đi sửa xe có 1 triệu bạc về đó, 2-3 triệu. Má tụi nó. Rồi xong rồi nó tham nhũng giờ làm nữa. Đang nó giờ làm nó chui vô toilet nó nhắn tin Facebook chắc chứ. Nó tham nhũng banh xác một cái mình. Đứa nào làm quá đáng á, đuổi gãy cổ luôn à. Đứa nào biết thân biết phận, mày tham chút đỉnh mà mày làm cho tao thì được. Anh có học luật sư không anh? Anh có học luật sư em? Ủa lộn, anh không học luật sư mà bộ anh luật sư nhiều lắm nha. Kêu là lo á. Bởi vì tụi bay làm chủ đều biết. Mẹ thằng chủ thì không bao giờ nó tham nhũng hết. Mà thằng nhân viên nó tham nhũng một đúng đùi nước mấy là mướn tham nhũng ghê đó. Thực tế nó không vậy thôi chứ. Mày đuổi cổ nó ra thằng khác nó cũng vậy à. Tốt lành con mẹ gì, cá mè một lứa hết. Nãy giờ chửi mấy con nhân viên nào nghe không nữa. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Hiếu Nghĩa. Về quê Củ Chi đầu tư đất, trời đất, đất Sài Gòn anh chưa có tiền đầu tư hết nữa. Phải đầu tư với bọn Trung Quốc em. Mẹ mình bỏ Sài Gòn đi, Trung Quốc vô đầu cơ, dân mình khổ lắm em. Trời đất ơi, trên thị trường kinh tế anh cạnh tranh với mấy anh Trung Quốc anh cũng mệt luôn chứ bùa giỡn nha. Mẹ nó nhiều tiền hơn anh. Khi thuê lao động phổ thông chủ yếu là điêu lương, sau thời gian thử việc hay trước? Nói chung em mướn lao động phổ thông, giờ nó vậy tao mướn mày mức lương mày nhiêu, ok được đúng không? Tạm chấp nhận mức lương này xong có điêu đưa thử việc.
80%. Bây giờ mà vô làm tao 7 ngày đi, tao nhìn cái thái độ làm việc sao cái đã. Đó, bạn phải dùng 7 ngày đầu bạn test thái độ đó, thái độ nó bố láo, chấm dứt hợp đồng ngay 7 ngày, không mất nhiều thời gian. Rồi làm được 7 ngày đi luôn đi, xong rồi nếu mà làm được đúng không, test thời gian thử việc 2 tháng, ok lên hợp đồng. Nó kêu là pass qua cái probation đó mấy em. Anh mua xe trả góp phải anh? Anh mua xe trả góp trả tiền gì cũng liên quan lại tới dòng họ mày. Em tao có mượn nợ dòng họ mày, mày đừng hỏi tiền tao, ok. Trả lời chắc không mấy em? Thấy không? Tại vì thằng này anh cảm giác nó hỏi câu đầu rồi, câu sau nữa là nó có ác ý với anh em. Hồi nãy nó nói câu đầu là anh mua mẹt, tuột giá như tuột quần. Mấy chó đó, mấy chị của đó, tôi chứ người không nói chuyện của đó. Đó, nên xin lỗi đụng tới dòng họ nó nghe, nhưng mà tại nó quá đáng. Dòng họ nó phải coi lại chứ. Trong một cái đêm dòng bão đó, cha mẹ nó, cha nó đau ha, ủa lộn, cha nó đau lưng có tới chưa mà mẹ nó đau đau háng có đủ chưa mà đẻ nó nói vậy. Anh đang tập nè mấy em. Lambo thì anh Duy anh mới đam vô mặt mấy con cái rồi đó. Nước miếng văng sai chính tả em, văng chứ không phải là dân. Dân của em là người dân nha. Sai quá nặng rồi đó. Làm công ty gì anh? Anh là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Rồi Google search đi. Anh nói bài bản gì hay quá anh Duy ơi. Trời đất, tao chửi có trình độ mà em. Tập mà tức tối mau chết lắm mà nhìn cơm mấy thằng này bị chửi lần chưa sợ. Cái tướng nó mém về mẹ xương sườn nó bị dư thừa luôn rồi đó. Mà nó ngồi nó dạy gamer đẹp trai vừa tập tạ rồi thấy nó sai không bạn. Cái này chắc cũng trong một đêm giông bão nữa nè, thằng này nó xì ke vậy là nó đói ăn. Rồi nó đói ăn có nhiều nguyên nhân các bạn. Thứ nhất á là lười lao động nhà nghèo không có tiền ăn. Đó. Thứ hai là ăn chất độc, không hấp thu được, bị đói, bị xì ke. Nó hư thân, nó tổn bại não nữa. Đó, có thể là do gia đình nó thiếu trách nhiệm với nó, lo làm quá không có dạy nó nên nó mất dạy nó. Còn ví dụ như tuổi trẻ có thể là cho là làm nhiều quá, kiếm tiền nhiều quá cho nó mà nó đi chơi game chơi bủng, nó coi phim xét giết, nó không ăn nên nó nằm ra như vậy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới cái hệ quả một cái đời người nó như vậy đó mấy em. Nên cha mẹ ai cũng cực khổ, tụi em sử dụng đồng tiền của cha mẹ phải suy nghĩ cho nó kỹ nha. Nó phải nhớ tới nước mắt của người mẹ và mồ hôi của người cha, dầm mưa giải nắng ngoài thương trường hoặc là ngoài đồng ruộng đó, để kiếm về chén cơm, kiếm về đồng tiền để lo cho con cái mình. Và ai cũng muốn con cái mình sau này thành danh lập nghiệp, thành đạt, lấy được vợ hiền, con ngoan, vợ hiền sinh ra con ngoan, để duy trì một cái thế hệ. Người ta nói là cha mẹ mà hy sinh đời bố mà cũng cố đời con đó, mà không hiểu sao mấy đứa trẻ là nó không thấm nhuần cái tư tưởng đó. Thì thế hệ nó đã như vậy rồi thì cái thế hệ F2, F3, F4 là cả như hồi xong game. Nói chung là một chữ ngậm ngùi thôi mấy em á. Thấy cũng tội thôi, cũng kệ chứ biết sao giờ. Anh gì dạy vậy? Đúng rồi, tham nhũng nhiều ai cũng lo anh. Nhà nước cũng lo, mà người dân cũng lo, mà doanh nghiệp cũng lo nữa. Nên quan điểm của em á là đấu tranh bài nhùng, bài trừ tham nhũng ở mức độ tối đa có thể. Đó, quan điểm của em là như vậy nha. Anh nhắc tới ba mẹ của anh sao anh rưng rưng? Tại vì mẹ của anh ngày xưa cực khổ làm kiếm đồng tiền cho anh ăn học, giáo dục anh thành người mấy em. Anh cũng cảm giác bây giờ anh cũng may mắn anh có phụ lòng tấm lòng của mẹ anh ngày xưa giải nắng dầm mưa. Ngày xưa chịu cực chịu khổ trong đời sống, chịu nhục với thiên hạ để nuôi anh. Em mới biết cái cảnh mà ngày xưa mẹ anh phải đi làm cho người ta, người ta la, người ta mắng này nọ, cầm đồng tiền ngậm ngùi cho anh học đó mấy em. Khổ lắm chứ có giỡn đâu. Những ngày đêm đông giông bão ở Sài Gòn, hai mẹ con ôm nhau mà trong túi không có 100.000 nữa mấy em, tiền nhà sắp tới rồi. Bà mẹ nó khổ tới cái mức đó đó.
nó phải đi qua một câu nhà hàng xóm mượn tiền nhỏ công nhân trên 100 ngàn, nỗi lòng nước mắt rưng tròng luôn đó mấy em. Nếu mà anh như ngày xưa là anh dễ sa ngã lắm, anh đẹp trai mà, nếu mà cái tuổi đó anh đi khắp mấy bà là ok liền á, anh đổi đời chứ. Nhưng mà anh nghĩ tới cha tới mẹ anh, nếu mà anh làm như vậy á thì có thể có đồng tiền trước mắt, nhưng mà cha mẹ của anh không happy, mà nó cảm giác như nếu mà anh làm cái điều đó xảy ra đó thì bao nhiêu công sức cố gắng của mẹ anh trong mười mấy 20 năm trời đó theo sông theo biển hết mấy em. Nói chung á thì anh cũng may mắn, anh là chân cứng đá mềm, dù ai nó ngã nó nghiêng mà lòng Duy vẫn vững như kiềng ba chân. Thì cái thời buổi mà nó gọi nó điêu tàn thì nó qua đi mới cái thời buổi huy hoàng ngày nay mấy em. Giống như Bác Hồ đã từng nói, ví không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Thì cái điêu tàn ngày xưa là Duy đang ngậm ngùi bước đi qua, thì hôm nay Duy mới hưởng được cái thành quả của sự huy hoàng. Mà tụi em cứ chửi anh chảnh chó này nọ kia các kiểu không à. Nói chung thì anh thấy cũng buồn mà thôi cũng kệ. Rồi mệt quá. Trời ơi, tập có 10 cục bên rên như gái rồi. Tép con khỉ. Thấy mày tập lên nóc luôn chứ tép gì. Thôi tao lên lầu. Bởi vậy mấy bạn còn trẻ hay nhớ tới cha tới mẹ các bạn vậy thôi. Cha mẹ các bạn là người mà gọi là nặng lòng với các bạn nhất. Cái quốc gia, cái dân tộc thì nó lớn quá, nhiều khi mình nghĩ chưa có nổi thì mình cứ nghĩ tới người thân của mình trước đi mấy bạn nha. Mệt dã man, leo cầu thang muốn tắt thở.